liệu rằng một thanh 16GB đến từ Kingston có đáng đồng tiền bán gạo không? Hãy cùng thử mở ra và check luôn nhá. Em này là thanh 16GB, bus 3600, Galaxy 18 anh em ạ. Hỗ trợ cho cả Intel và AMD. Trong đó ta sẽ có một thanh RAM, một hướng dẫn sử dụng và một sticker anh em nhá. Thanh RAM Kingston FullyBit này thì nó cũng có một vẻ đẹp cũng khá là khác thường so với cả những chiếc DDR5 đấy. Tại vì DDR4 thì là sẽ có đường khác cạnh các kiểu đặc biệt hơn, ha ha anh em ạ. Nhưng mà đằng trước này thì vẫn như thế, vẫn là Kingston FullyBit và trên này sẽ có chữ DDR4 để đảm bảo rằng đây là RAM DDR4 anh em nhé. Đằng sau đây thì sẽ không có gì nhiều ngoài tem thông tin và tem bảo hành của SPC. Mặt trên này nó sẽ có chữ Fury và sẽ có một giải trắng đây để làm gì? Bởi vì em này có RGB anh em nhá, được hỗ trợ bởi tất cả những chiếc 14 hiện tại và được thông qua phần mềm của Kingston nữa để giúp anh em có thể tùy chỉnh thâm sâu hơn. Nhưng mà sáng như thế thì hiệu năng như nào? Em này sẽ có hai profile XMP, một là 3600 CL18, hai là 3000 CL16 anh em nhá. Và chắc chắn là 3600 CL18 tốt hơn tại vì delay thấp hơn tí. Còn về chip thì em này sử dụng đó chính là chip của SK Hynix MFR và là single rank anh em ạ, chứ không phải là dual rank đâu. Anh em mua ngay vào luôn cho mình nhá.